xin ơn trên cho con được thấy cha trở về. Dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơm mong được nhìn cha yêu cười tươi như hôm nào, dạy con học chữ hiếu, khuyên con phải biết nhường nhịn nhau. Gian khổ năm nào cha không màng sương gió ngày đêm, trọn đời không quên tình cha yêu dấu. Những tháng ngày vui có giữ được lâu, thân xác còn đâu bây giờ dưới lòng mộ sâu. Con xin ơn trên cho con được thấy cha trở về. Dù trong giấc mộng nhưng lòng con vẫn thơm mong. Từng giọt lệ rơi trên những lời con đang ghi. Dạ thưa anh, dạ đây thì những người thân đang kề cạnh bên anh đây. Đã sắp đến giờ đưa anh đi xa, đi về đi cảnh, là đi một mình đi ngang vô bệnh viện. Cuối đầu thì việc một người anh, các con của anh đầu đội thương tâm lắm. Cô đòi tiễn ca đi xa, đi mà không bao giờ gặp lại. Mỗi đêm mỗi khác đầu trời cầu với cha mẹ, sống đời với con, ăn với cha mọi mẹ. Thì thôi, chứ không chắc con anh cũng đi đợi biết đi. Thank you.
còn sai lắm. Nên trở về anh tư cả chậu. Chị cũng chịu quay. Chị cả tiếng gọi nhờ cho anh ơi. Giờ tới chị ơi. Mà mọi người cho em vào nhà. Thậm chí anh đọc. Anh đi bài không
đưa vợ đưa con, đi đưa những người thân trong gia đình mình có vài phút nữa thôi tới đây. Đây là những giờ phút giây sau đây thân xác anh đôi sẽ những như nằm nghiêng như mộ mãi mãi người đời. Mới bao nhiêu ba tuổi đời ơi đây là ai thì rồi anh ba không ơi anh em mình hiểu sao xin được phép hai lời gia đình mình đây. Và kính thưa bà cô
cô bác anh chị có mặt trong tang lễ hôm nay thật vô cùng quý mến. Chỉ còn có vài phút nữa là sẽ đưa anh Tư, anh cũng là một người chồng, anh cũng là một người cha, anh cũng là một người em, cũng như là một người chú, một người cậu, mà tất cả những người thân trong gia đình cũng như quý đồng đạo của anh rất là thương mến anh, rất là thương tiếc anh. Anh đã đi một con đường và những người thân không thể gặp anh nữa. Trong thời gian qua, linh cụ của anh hoàn tại Tư Gia. Điều ta hay tin, rồi quý vị đến thắp hương tưởng niệm và buổi sáng hôm nay những việc làm còn vẹn buổi sáng này để đưa ảnh đi xa. Thăm anh biết chị tôi, những người anh chị em ruột trong gia đình và các cháu xin nói lên lời cảm ơn